đúng không? Mình phải trộn những cái màu khác lại với nhau thì nó đã mất công pha rồi. Vậy thì mình phải pha thêm nhiều lần. Mọi người ví dụ mọi người đen mẻ nó hết màu mà mọi người pha lại thì nó có màu thứ hai. Và cái cốc nước mà cầm cái bốn cái cọ đó sẽ là cái cốc để mình rửa cọ luôn ha. Thì mình sẽ thấy là một cọ vuông với một cọ xòe ra. Thì cọ vuông sẽ gọi là cọ chung, còn cọ xòe gọi là cái cọ tương tự như cọ vàng. Riêng cái cọ chung này mình sẽ cái cọ bản này thì mình còn sử dụng nó để pha màu ha. Thì trong quá trình mình vẽ, ví dụ như em nói là lấy hai thấy là cái phần chính của mình sẽ tập trung ở đâu mọi người, tập trung ở đâu đấy, mình chỉ cần đen tô vào cái cọ này đi. Thì mấy cái cọ này nó dơ, đầu lông cọ nó đang dơ, mọi người vui lòng thả vào trong cái gì. Đầu tiên mình sẽ lại làm nền ở phía sau ha, làm nền từ bầu trời nè, sau đó mình gỡ cái này ra rồi lúc họ hoàn thiện mình có vẽ cái cây lên sau ha. Rồi vậy thì mọi người sẽ thấy đó, mọi người sẽ cùng nhau pha màu giúp em ha. Rồi mọi người sẽ sử dụng cái cỏ chung. Mình lấy một cục màu trắng như thế nào thì bây giờ mình sẽ lấy nửa màu vàng như vậy ha. Rồi nửa hoặc một màu vàng gì đó. Rồi trộn đều, mình đừng tán nó dính lên cái mặt giấy. Em gì là mình đã được một cái màu, đó là màu vàng trắng ha. Rồi em nhắc lại tỷ lệ là 4 màu trắng và nửa hoặc đến một màu vàng ha. Rồi mình tiếp tục không cần phải rửa cọ nha. Mọi người qua hai lần một vèo. Với lại một hạt đậu nọ mọi người. Hai vèo một hạt đậu nọ. Rồi, nhớ phủ nước hết kính. Lấy màu trắng nguyên nha. Cây cỏ không dính màu gì hết, lấy màu trắng nguyên. Rồi, mình sẽ nhẹ ở trên đây, đi xuống đến tầm phía dưới này. Nhưng mà nó chỉ cần ở phía giữa này thôi, đúng không? Mọi người chỉ khác nè. Bớt ở phía trên đây, ngang ở trên đây. Sau đó đi xuống dưới. Nhưng mà chủ yếu sẽ là ở chính giữa nha. Mặt căng lá luôn. Là mình hòa màu với nhau thì cái phần ở trên đây phải bước nha mọi người nha. Rồi, không cần phải rửa cả mặt. Bước tiếp theo. Rồi, mọi người sẽ vuốt từ bên này, vuốt chưa? Vuốt sát từ đây là vuốt chưa? Vuốt phía dưới nha, nó chỉ cần qua không nữa. Mọi người đừng có dừng tay nó tắt quá. Mọi người phải hấp đá rồi.
như thế này, bắt đầu từ bên cạnh nha, từ bên cạnh phải và cạnh trái của ta mình sẽ chấm dần, lan dần dần ra ra ngoài giữa mình. Để ướt thì lúc đó hai cái màu nền và màu cam này nó sẽ hoài với nhau một tí chứ nó không có rõ quá. Rồi mọi người sẽ thấy là nó sẽ không có cao đủ lên phía trên nha. Ở phía dưới này ở hai bên chấm lan ra, chấm đổi đi các bạn chiều cọ chứ từ đó nó sẽ không phải là hai cái vòng tròn như thế này, cái vòng tròn nó băng qua đây rồi qua đây mà nó là cái cây chấm thoải mái. Mọi người thấy cái chấm có được hình chưa này hết và các bạn nó sẽ hơi thấp thấp một tí nha, đừng có cao, đừng có cao quá nó che hết cái chấm đi. Mấy cái bước màu nền này nó đang khá nhanh nha, nên mọi người cố gắng theo nha, tại vì cái phần này đang cần cái nền ướt á, em không có chặn được, chặn là tất cả mọi người phải cùng bị khô và nó sẽ phải rửa đi rửa lại rất là nhiều lần. Rồi, mọi người sẽ thấy màu cam nhẹ á, màu cam nặng nó sẽ không có che màu cam quen, không có chèn gì lên trên thôi. Rồi, em cũng đừng chấm nhẹ xuống phía dưới này, đừng có chấm nhẹ xuống phía dưới này quá nha. Đấy. Thank you.
Thank you.